Quả báo của âm đức rất dày Việc tốt nếu như đem tuyên dương Để cho người ta biết được Người ta nhìn thấy bạn liền tân bốc bạn Khen ngợi bạn Thì đã báo xong rồi Người ngu của thế gian Mới làm những việc như vậy Mới làm loại sự việc này Người có trí huệ thì Quyết định không có cách làm như vậy chúng ta ở cư sĩ lâm ở trong số đồng tu của chúng ta có không ít người làm việc tốt chân thật làm việc tốt thì quyết định không tuyên dương âm thầm mà làm không ai biết nếu bạn muốn tuyên dương cho họ thì họ sẽ không làm nữa những người như vậy rất đáng yêu mến họ đã rõ lý Cho nên người chân thật hiểu được đạo lý Người chân thật tu hành Thì hết thảy những lỗi lầm Nhất định sẽ để cho người khác biết được Người khác trách mắng bạn một câu Rồi tha thứ Thứ lỗi cho bạn gì thì đã báo hết rồi Những ác báo không nên để đến đời sau Quả báo thiện thì tốt nhất là không nên để nó báo trong hiện tại nên để dành đời sau thì tiền đồ của bạn là một mảng quang minh sáng lạn đây là cách làm của người thông minh đoạn này chú giải cũng không ít Do đây mà biết Tính nghiêm trọng của lỗi lầm Các gì xem hai chữ ẩn tịch Là ám muội này Ở đây chú giải là Chẳng phải chỉ là một chuyện như gian trá trộm khắp tà dâm dân dân, dân Phạm những gì không thể cho trời biết Chẳng thể nói với người khác Thì đều là ám muội Những sự việc này thì quá nhiều quá nhiều rồi Nói cách khác Đều là những việc Tổ người lợi mình Tổn người lợi mình Là chúng tôi tùy thuận theo người thế gian Mà nói Không phải là thật Tổn người quyết định là không thể lợi mình Như vậy thì mới là thật Tổn người là hại mình Hại chính mình là đỏ tam đồ Hại chính mình là đỏ địa ngục Vậy thì làm sao có lợi cho mình được chứ Trước mắt thì được lợi ích gì vậy Đúng như câu nói lợi như đầu móng tay Nếm mật trên lưỡi dao bé Đây là thí dụ mà trên Kinh Phật thường nói Họa hoạn là vô cùng tận Ai biết chứ sự việc này chỉ có phật biết phật từ bi gì chúng ta mà nói ra khuyên bảo chúng ta nhất định không thể phạm những lỗi lầm này nếu đã lỡ phạm thì phải sám hối phải sửa đổi chưa phạm thì nhất định không thể phạm phải biết được tình trạng nghiêm trọng của sự việc này hiện tại cho dù là lợi ích gì bày ra ở trước mắt đều không thể làm, vậy nên biết cơ họa hoạn gì sau sẽ nặng nề hơn cái lợi ích trước mắt này gấp nghìn tỷ lần, vậy sao có thể tham muốn chút lợi ích nhỏ đó chứ? Sao có thể làm những sự việc thiếu đức này chứ? Sao có thể làm những ác sự này chứ? Đoạn này chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. Kể từ đoạn sau trở đi là nói về lỗi lầm, bất kính với thiên địa thần minh.